con iPhone này mà bố không hài lòng với điều gì ấy, bố phản ánh ấy, thì bọn nó sẽ phải kiểm tra lại trên cái dữ liệu nó tự ghi xem là cái phản ánh của bố nó nghĩa là gì. Đấy, ví dụ như bố bảo là máy tôi thường xuyên bị lỗi, nó sẽ biết là à, máy của bố đang kêu là cái máy dòng iPhone X. Đấy, thì tất cả những dữ liệu đấy nó ghi tự động thì nó lưu ở một trung tâm dữ liệu đang đặt ở Singapore, và nó sẽ kiểm tra được rất là nhanh, và nó biết chính xác là cái bố đang không có một trải nghiệm tốt là vì sao. Bởi vốn dĩ bố đâu, bây giờ bố đâu có phải trả lời bọn nó là tôi dùng dòng máy gì, rồi là tôi bị lỗi lúc mấy giờ, rồi là tôi làm sao đó. Nó chỉ cần biết là bố đang complain, bố đang trong một sao, là nó kiểm tra lại toàn bộ lịch sử của cái máy nó bị lỗi gì, nó đã được ghi lại. Đấy, thì cái đứa nhân viên ở Singapore nó sẽ biết được là à, kỹ thuật mày phải giải quyết đi. Xong nó gọi điện lại cho bố, nó bảo là tao rất là xin lỗi này kia, bọn tao đã xử lý. Đấy, cái lỗi của mày nó là thuộc diện như này này, bọn tao xử lý từ xa được, còn nếu không xử lý được tao đổi máy miễn phí cho mày. Đúng không? Nó phải có đầy đủ dữ liệu để nó biết thì nó mới xử lý được theo cái hướng là tao tặng mày, đổi lại máy miễn phí cho mày. Còn nếu mà nó không đủ thông tin dữ liệu thì nó đời nào nó dám làm như thế. Đấy, thì bây giờ là thằng Singapore là thằng có tốc độ internet số 1 thế giới. Nó là số 1 thế giới luôn chứ không phải là số 1 khu vực. Nó là 5G luôn. Dạ. Còn nó là 5G chưa? Chưa 5G. Nhưng mà cái băng thông của nó ấy, băng thông của nó rất lớn. Đấy, giúp cho tốc độ kết nối và tốc độ xử lý thông tin nó là số 1 thế giới. Thứ hai thì trong khu vực là số 2 trong khu vực là thằng Thái Lan. Thằng Thái Lan đứng thứ 40 mấy thế giới. Đấy, và số 3 là thằng Malaysia. Số 4 là Việt Nam. Thì từ cái khoảng cách từ số 3 là Malaysia đến số 4 là Việt Nam ấy, thì so với thế giới là Malaysia nó khoảng tầm 44-45, thằng Thái Lan tầm khoảng là 41-42 thế giới, thằng Sinh là số 1 thế giới, thì ông Việt Nam nhà mình là 75 trên thế giới. Tức khoảng cách nó quá xa. Và cái nguy hiểm nữa là đứng sau mình là những thằng như là Indo, Philippines ấy, thì với Lào ấy, thì khoảng cách bọn kia cũng chỉ khoảng 76-77 thôi, và nó sắp vượt mình rồi. Đấy, nó mà vượt mình nữa là thôi xong. Chắc bọn nó sẽ, bọn cái yêu cầu về mặt xử lý dữ liệu nó cao hơn nữa là bọn nó sẽ bắt đầu là bọn nó phải gì? Bọn nó phải tốn cái bọn Việt Nam này, mày sang Malay, Indo, Thái Lan ở đi. Nhất cái bọn này sang đấy. Bởi vì sao? Vì tổng cái chi phí cho cái băng thông là cực kỳ lớn. Bây giờ băng thông mày quá yếu, không làm được việc, là tao phải chuyển mày sang kia, hoặc là tao phải đào tạo đội ngũ ở bên kia. Đấy, hoặc là ví dụ như là có những thằng lớn nó đang chuẩn bị, nó ngắm trong khu vực. Đấy, thì thay vì là nó vào Việt Nam thì như một thằng đối tác con đang giới thiệu bọn đấy là mày vào Bangladesh đi. Vì Bangladesh bây giờ cộng đồng startup và công nghệ nó cũng rất là mạnh, và nó nhiều hoạt động, nó phát triển hơn, dân số rồi các thứ nó đều hơn Việt Nam rất là nhiều. Mày sang Bangladesh đi. Thì thằng kia nó bảo là không, tao không sang Bangladesh được, bởi vì cái mô hình của tao là nó là kết nối giữa tập đoàn với các startup. Bangladesh thì startup mạnh và sôi nổi thật, tốc độ kết nối cũng tốt hơn Việt Nam ABC, nhưng mà Bangladesh không có tập đoàn nào cả. Việt Nam đang có rất nhiều các thương hiệu lớn ở đây. Đấy, thế thì là việc của tao là kết nối cái việc đó. Thế thì là tao vẫn rất muốn vào Việt Nam, và bọn mày phải tìm cách đi. Đấy, thì bọn đấy nó tìm sang gặp bọn Tron. Đấy, thì bọn Tron bảo rất là happy. Thế bây giờ chúng ta cần cải thiện là gì? Là tốc độ Internet. Tốc độ Internet của Việt Nam mặt bằng chung có thể còn yếu, nhưng mà ở EcoPark sẽ phải vọt lên thứ 20 mấy chẳng hạn. Bởi vì thứ nhất là mình hoàn toàn có điều kiện làm được cái việc đó. Thứ hai là cái yếu tố về mặt một khu trung tâm dữ liệu ấy, ở Việt Nam là không có nơi nào đáp ứng được, thì ở EcoPark đáp ứng được. Cái lý do là gì? Lý do là đất này thuộc sở hữu tư nhân. Đấy, ví dụ thằng Samsung nó xin giấy phép để nó triển khai cái phòng R&D của nó ở trên Tây Hồ Tây,
mãi không làm được. Và nó làm cho cái kế hoạch của bọn nó không được đảm bảo. Vì không biết bao giờ thì được cấp giấy phép. Ở Eco có thể đảm bảo được cho bọn nó việc đấy. Ở Ecovac hiện nay là người ta mua là có sổ đầu luôn. Sổ đầu luôn. Đấy, 500 mét ta. Là... Vâng, tức là toàn bộ đất đã là giao cho tư nhân rồi. Và chỉ còn là Eco Park là báo cáo với chính quyền là sang là có sổ. Vì quy hoạch được duyệt rồi, đất được xong hết rồi. Đấy, thế nên là bọn con hứa được với cả những bọn hãng là gì, là mày về văn phòng ở đây, tao đảm bảo cho mày về mặt pháp lý. Và có cái gì pháp lý đều đã quy hoạch hết rồi. Đấy, còn nếu mà mày muốn làm cái gì điều chỉnh, ok, điều chỉnh ít thì rất là dễ đảm bảo được. Điều chỉnh lớn thì bọn tao phải đi xin phép. Nhưng mà bọn tao sẽ đi lo việc đấy cho mày. Mày không phải lo. Đấy là bọn hãng nó rất là happy rồi. Chạy trái ở đây. Thế thì bọn con muốn là muốn những cái bọn giàu đấy nó vào. Ví dụ như làm việc cái thằng SK chẳng hạn. Nói chung nó bảo vui rồi.